Một cuộc thi hoàn toàn mới và cực kỳ độc đáo dành cho tất cả những người đam mê ca hát tại thành phố Đà Nẵng. Cuộc thi hát karaoke 2019 tại sân khấu BNF Công viên Biển Đông. Tổng giá trị giải thưởng trên 200 triệu đồng và nhiều phần quà hấp dẫn khác đi kèm. Cuộc thi diễn ra hàng ngày từ 17h30 đến 20h30 và thí sinh tự do đăng ký tại sân khấu BNF hoặc trang fanpage sân khấu BNF. Độ tuổi thí sinh từ 7 tuổi đến 60 tuổi và được quyền lựa chọn một hoặc hai bài hát hay nhất để thể hiện. Vòng thi tuần sẽ lựa chọn ra 10 thí sinh cao điểm nhất để tiếp tục trình diễn và tuyển chọn vào vòng thi tháng. Hệ thống chấm điểm vòng loại bằng phần mềm hiện đại và chuyên nghiệp. Ngoài ra, ở các vòng thi tuần, thi tháng và đêm chung kết có ban giám khảo khách mời đến từ Hội Âm nhạc Đà Nẵng và Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Thời gian diễn ra chính thức của cuộc thi từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. Nhanh tay đăng ký và thử tài ca hát tại sân khấu BNF Công viên Biển Đông.